Trời ơi, Đăng Linh. Gì mà ghê vậy? Chẳng mời bạn nữ. Ồ, lớn lên nha mọi người. Thôi, giới thiệu về mình đi bạn. À, em tên Cao Huy Hoài Mộng. Ủa, đàn ông tên Mộng hả? Trời ơi. Đàn ông tên Mộng bình thường chị. Mộng mới chị, Hoài, rồi, Hoài Bảo chị. Bao nhiêu tuổi, ở đâu, làm việc gì? Em nay được 32 tuổi chị. Em đang học theo lớp trang điểm nail. Trang điểm? Tóc. Quê bạn ở đâu? Em ở Gò Công. Mời bạn nữ. Chào chị Cát Tường. Chào chú Quyền Linh. Chào con. Tên đầy đủ của em là Châu Ngọc Thảo, 25 tuổi. Em là nhân viên BG, tư vấn bán hàng. Và em có kinh doanh thêm nước hoa ở trên mạng. Cũng có một chút gốc gác ở dưới Gò Công. Ồ vậy hả? Dạ, Dàm Láng luôn. Bạn ở Dàm Láng gần biển không? Không, mình không ở Dàm Láng, mà mình ở Sài Gòn. Nhưng mà mẹ của mình hồi xưa cũng có ở dưới Dàm Láng. Anh em đi mình gì đây? Mình là vợ chồng mới kêu bằng mình đó. Thế em có thích làm tóc, làm nail, trang điểm được không? Cái đó là hình như là cái đam mê của em á anh. Em cũng đang có một dự định là em sẽ học nail thêm á. Chắc đó là lý do tại sao anh học nail đấy. Vậy có lấy phí không anh? Để coi thế nào đó. Ủa sao mà coi là coi gì? Nếu mà là bạn bè thì chắc thì giảm 50%. Còn nếu mà xa hơn nữa thì là trả tiền lại nữa. Câu sau vớt lại chút chứ nghe câu đầu hơi giật chút xíu. Hoài Mộng, rồi Hoài Mộng đi học làm trang điểm nữa. Có ai nghi ngờ Hoài Mộng gì không? Hay dạ. Không, cái này là cũng một cái lý do để mà FA tới giờ. Tiêu chí của em bây giờ là đặt ra phải là bạn gái á, là phải tin tưởng tuyệt đối 100% vào cái giới tính của mình. Nhưng làm sao để ta tin trong khi mình đã tên Hoài Mộng đi học làm trang điểm? Cái lý do học trang điểm là trước kia em cũng đi làm làm đây làm đó, là cái giờ muốn mở một cái gì đó riêng mình. Nhưng mà em thấy cái nail ở nước ngoài nó hay, mình học mình về áp dụng cho ở Việt Nam có một cuộc sống ổn định. Anh hỏi để cho bạn gái bên kia hiểu thêm thôi. Rồi bạn nữ, bạn giới thiệu về mình đi. Ưu điểm của em thì em rất là vui vẻ, rất là hoạt bát với mọi người. Em có cái tật xấu là em nóng tính lắm. Có thể mà cái gì ở trước mặt em là em có thể quăng đi luôn. Chén ly gì nó bay thì em không biết. Sao gái lúc này nóng dữ vậy ta? Đồ trang điểm mua mắc tiền lắm á. Không, đồ trang điểm em cũng đam mê lắm chị. Trời, nên em mới dám đâu. Chỉ có cái nóng tính thôi. Dạ, nóng tính. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? 2 mối tình chị. Em yêu hơi sớm tí, năm 16 tuổi. Cái tính của em thì thích một người đàn ông chững chạc, phải có cái suy nghĩ chín chắn. Giống như là cái tính hay ghen ấy thì em cũng không thích lắm. Anh bên này là cũng lớn hơn em đó. Tuổi này chị thấy hợp rồi đó. Xưa giờ Mộng được mấy mối tình rồi Mộng? 4 mối tình rồi chị. Lý do sao mình chia tay? Tại về tính chất công việc của anh, của em á, thì em hay đi nước ngoài làm. Đi nước ngoài làm gì? Trang điểm á hả? Dạ không, trước em làm bên quản lý nhà khách sạn. Cũng làm bên Xin, bên Canada, bên Mỹ. Mộng, anh hỏi thiệt Mộng nha, có ai nghi ngờ giới tính em không? Trời, sao nãy giờ ông Mai ông cứ hỏi cái vụ này hoài, tôi nghi ngờ quá là vậy Mai trời. Thấy rõ cái coi này. Cái coi. Chào chị, chịu nghi không? Chị đang quan sát chút nè. Cũng có một số người hỏi, nhưng mà em thì cứng. Sao chị cứng mà nghe nó không cứng vậy? Cứng cái gì? Đứng lên coi. Cứng hết. Không, cứng gồng hết. Lên coi cứng không? Trời, cứng lắm, không gồng rách áo. Cứng lắm. Cứng không? Hôn phụ nữ lần cuối cùng cách đây bao lâu? Chắc cũng khoảng 4 tháng. Thôi Mộng ngồi đi Mộng. Mộng cũng đừng buồn tụi anh, bởi vì tụi anh làm cái nghề mai mối này tụi anh phải tìm hiểu cho nó kỹ. Đẹp trai quá trời nè. Đẹp trai, đẹp trai quá đi nghi đó. Thì bởi vậy anh về mình ta còn nói anh bóng. Nhưng mà nó... thôi giờ mình tạm tin nha. Để hồi bên kia kiểm tra rồi. Đúng rồi, bây giờ 32 tuổi. Mình đã tính tới chuyện kết hôn chưa? Cái khổ nhất của em là mỗi lần về nhà mẹ cứ ăn cơm mẹ nói thôi mày lấy vợ đi, để hàng xóm nói mày bị đê. Mẹ còn vậy. Thấy chưa? Nói cho mẹ còn nói mà. Đó là lý do tại sao mà ế. Không, anh tin rồi đó. Anh tin em là cứng hả? Tin em cái kia. Anh tin em cứng. Mà nó nghe nè, đi nước ngoài nhiều, làm việc nhiều, va chạm cuộc sống nhiều rồi thì mình đã chuẩn bị cho cái mái ấm của mình sau này chưa? Thì em cũng đang định học xong rồi em mở cái salon cho mình. Ổn phải không? Ổn. Rồi hoa này biết hoa gì không? Hoa chị. Đúng rồi. Cái giá cái gì đâu đi chị lá coi. Lá thơ. Cái này á, không hẳn là lá thơ. Và cái gì? Cái này nếu mà không hợp á thì nó là gốc thiệt. Còn nếu mà có nợ á thì em sẽ mở ra và đọc bên trong. Để anh đem qua kia đọc cho. Để mình lấy tình cảm được ha. Nhưng mà anh hay thêm. Đừng có thêm mà đọc đúng sự thật của người ta, đừng có gì mà hàng nhà trai mà không. Tại nãy giờ em có bỏ em nghe anh cứ nói hoài em phải lo quá. Không, bởi vì anh cũng phải thương bạn nữ bên kia, rủ anh làm mai nhầm sao? Thôi qua đây đọc đi. Ô chào cô gái. Chào chú. Dễ thương quá. Một chàng trai rất đẹp trai. Cứng không chú? Cứng. Chắc chú là kiểm tra sơ rồi, chú tin chắc rồi đó. Còn chú con kiểm tra với cái giác quan con thì tùy con ha. Bây giờ đọc lấy tình cảm trước nè, ấn tượng trước nè nha. Dạ. Trơn sinh yêu. Anh đọc xong rồi anh đưa cho em coi. Hết hồn. Kính gửi ban tổ chức chương trình
bạn muốn hẹn hò đại diện là ông Mai Quyền Linh và bà mối Cát Tường. Rồi. Cùng toàn thể quý khán giả, tôi tên Cao Huy Hoài Mộng. Nay tôi làm đơn này để xin được hẹn hò với cô chấm 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 cô đó. Dạ. Nếu may mắn tôi được em chấp nhận thì tôi nghiêm túc thực hiện các yêu sách hẹn hò. Ừ, ghê vậy, yêu sách luôn á. Yêu sách hẹn hò của em đề ra dưới sự chứng giám của ông Tơ bà Nguyệt, đệ đơn chứ. Cao Huy Hoài Mộng đồng đơn, chưa có chữ ký. Có đồng đơn. À. Nếu hồi được em ký vô nha, giữ luôn đi rồi hồi ký. Bây giờ có. Đẹp quá chị. Chị rất là xúc động lắm đó, không biết em sao á. Cái này rõ ràng là người ta muốn tiến tới một điều xa hơn luôn. Bây giờ nè, con nói chú nghe, con không thích điều gì ở đàn ông? Con không thích đàn ông ghen. Tại vì cái tính chất công việc của con á, thường hay đi công tác, đi tỉnh á. Con không thích những người mà ghen bóng ghen gió. À, thật sự khi là yêu rồi đó, ai yêu ai cũng ghen hết á. Không yêu thì đâu ghen, nhưng mà đúng thì không có ghen. Đúng. Rồi, còn gì không thích nó nói luôn. Con không thích bạn trai là ăn thịt chó. Có ăn thịt chó không vậy? À, 2 năm trước thì có ăn nhưng mà giờ bỏ lâu rồi chị. Bỏ luôn nha. Dạ luôn. Tại vì con yêu chó lắm. Yêu chó? Dạ. Có yêu chồng không? Chồng là phải yêu. Có nhiều người đó về ôm con chó không có ôm chồng. Dạ ôm cả hai. Hai đứa hai bên. Dạ đúng rồi. Rồi vậy cũng như xong vậy, ngang bằng nhau rồi. Gì nữa? Vì con hơi thấp á, con muốn một người được, nào đó được. Cao. Chú bảo đảm luôn, giống tốt. Chị. Chú quên. Cái đó anh đừng có nói bậy, anh chịu trách nhiệm á. Trách nhiệm. Chú đảm bảo rồi đó, cô gái cũng em, rất dễ thương. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân cái đã. Dạ hôm nay em đi tới với mẹ. Dạ chào cô. Tôi cũng xin chào chương trình và Huyền Linh với cô Cát Tường. Thì mẹ thấy cậu này thì cũng lịch sự, thì mẹ cũng đồng ý. Được đấy. Cô cũng có nói là em nó thì cái tánh không có được dịu dàng lắm, coi như là không có tỉ mỉ á. Không được, được cái là con bù lại, con dịu dàng, con tỉ mỉ. Được. Thì được chưa bác? Cũng dư tánh. Nếu mà tính tình thì con thuộc mẫu người chăm sóc gia đình, thích nấu ăn. Bác cũng nói rất là chân thành đấy ha. Hy vọng rằng mình sẽ hỗ trợ, bổ trợ cho nhau ha. Rồi, hôm nay Mộng đi với ai? Em đi với hai người bạn. Xin chào anh Quỳnh Linh, cũng như là chào chị Cát Tường. Rồi, chào bạn. Em là đồng nghiệp của Mộng, công việc của em di chuyển để chăm sóc hàng rất là nhiều. Có khi là trong một tuần mà tụi em phải bay tới 3 quốc gia lận. Cái khoảng cách yêu xa thì nó luôn luôn là nó gặp những cái rắc trở mà. Chính vậy mà Mộng quyết định là về Việt Nam. Yeah, rẽ theo một cái hướng mà em thấy cũng hơi lạ. À là em đồng nghiệp là đồng nghiệp cái vụ mà đi là quản lý thôi chứ không phải là đồng nghiệp vụ làm neo đúng không? Đó là cái điều mà Mộng muốn về đây, muốn có cái việc gì đó ổn định hơn. Về bạn gái bên đây thì riêng Thắng thì Thắng thấy là rất là ok. Thì hai người sẽ có cơ hội tìm hiểu. Cảm ơn Thắng. Cảm ơn bạn. Giờ thì quyền quyết định của hai bạn. Như trước khi anh kéo màn lên, anh hỏi Mộng rằng em mong muốn người bạn đời của mình như thế nào? Thích một người hiền lành một tí, tóc dài, đặc biệt là tóc dài. Dài đúng không? Có cái điều gì em không thích ở người phụ nữ không? Ừ. Em không thích phụ nữ hay tụ tập ăn chơi. Không, cô này rất giỏi kinh doanh làm ăn mà. Thôi được rồi, để cho hai bạn gặp nhau trực tiếp nói chuyện đi. Chứ cặp đôi này là ông Mai bà mối chịu rồi đó. Kéo màn. Nào, chúng ta hãy gặp nhau đi. Chào em. Dạ, em chào anh. Trời ơi, gì vậy? Tặng đi cho chị. Trời ơi, cảm ơn em làm bất ngờ quá. Có một cái món quà anh nghĩ là nó sẽ hợp với em hơn. Trời ơi, anh này anh hấp dẫn quá em ơi. Trời ơi, xuất sắc. Dạ, cảm ơn anh. Anh thấy anh thế nào? Hai bạn ngồi đi, ngồi tâm sự đi. Em rất thích cái tấm thiệp của anh. Em thích ở ngoài hay bên trong? Dạ, cả hai. Em có kiểm tra một cái kiểm gì? Dạ nha, đừng có để nói chứ đừng để bên ngoài lấn áp bên trong nha. Phải hết sức tỉnh táo. Bây giờ muốn test cái gì? Em thì em thấy được rồi, không cần test. Trời, tôi thích cái cặp đôi này dễ sợ luôn vậy đó. Tại vì em đến với chương trình thì cũng tìm một người để tiến tới hôn nhân. Mình đến ở đây mình gặp nha, chương trình này á, khi mà anh quyết định ở đây á thì anh nghĩ đó là cái duyên. Nhưng mà em khi mà tiến tới xa hơn một tí á, thì em mẹ như mẹ em nói thì em không phải là một người tỉ mỉ. Nếu như mà có cái tính gì xấu thì anh có thể chấp nhận được không? Em có một tính không, cũng không gọi là xấu, nhưng mà em hay nhõng nhẽo, rất là thích nhõng nhẽo với người yêu của mình. Thì đó là chuyện hiển nhiên. Thật sự tính anh cũng nóng, anh nặng quả. Khi mà cưới vợ mà vợ nói chuyện nhỏ nhẹ, cho dù mình nóng mình cũng giảm bớt được phần nào. Anh thích ở cái chất giọng của em và cái mái tóc của em. Dạ. Còn bạn gái thấy sao? Con thì thấy anh trai này thì hợp với tính của con. Thôi chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ. Có mẹ ngồi dưới, có bạn bè thân ngồi dưới. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, Phan phải ngồi đó. Ký cho tôi cái đi.
em có viết mà. Bản án chung thân có tên bệnh trọng có liên quan đó. Điền tên ở trên chưa? Hai đứa nắm tay vô coi. Dạ thưa bác, thưa các bạn quan viên hai họ, đơn xin yêu kính gửi ban tổ chức chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, đại diện là ông Mai Quyền Linh, bà Mối Cát Tường. Tôi Cao Huy Hoài Mộng, nay tôi làm đơn này để xin được hẹn hò cùng với cô Châu Ngọc Thảo. Nếu may mắn tôi được em Châu Ngọc Thảo chấp nhận, tôi sẽ nghiêm túc thực hiện các yêu sách hẹn hò của em đề ra dưới sự chứng giám của ông bà Quyền Linh và Cát Tường. Đệ đơn Cao Huy Hoài Mộng, người ký tên đồng ý Châu Ngọc Thảo. Chúc mừng. Không nhau. Ngày hôm nay tôi xin công bố các bạn có quyền hẹn hò với nhau và mong muốn rằng các bạn phải làm đúng theo cái tờ đơn xin yêu này. Để đừng làm mất uy tín. Nếu làm sai, các bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ngoài cái đơn đó, chương trình gửi tặng các bạn những vé xem phim tại cụm rạp 212 Lý Chiến Thắng. Cặp đôi này thích lắm nha. Cố gắng báo tin vui sớm cho chúng tôi như kế hoạch 6 tháng hay 1 năm của Mộng. Cảm ơn chị. Và rất là nhiều bạn nữ lên đây, em không hiểu tại sao mà các bạn ấy đều đa số là không thích bạn nam mà đầu hói hay là bụng bự. Nhưng mà đối với em thì em lại thấy hai điều đó rất là dễ thương. Cảm ơn em. Ủa bạn thói bụng bự hả? Hả? Cái vụ này tôi thích nè. Từ xưa giờ mới thấy là đầu hói bụng bự dễ thương nè. Trời, cảm ơn em nhiều, người ta hói thấy thương em lắm luôn á. Trời, gái nhà ai dễ thương quá vậy ta. Em được quá luôn ta. Trời ơi, thiệt cả ban đầu là dành hết 100% cho gái vậy đó. Mà gái dễ thương lắm em. Trời ơi, chưa thấy ai mà dễ thương bằng như mình kia. Mời bạn nam. Chúng ta bắt đầu giới thiệu về nhau. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, cùng với bạn nam bên kia và toàn thể quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Em tên là Hoàng Thị Yến Phương, năm nay em 24 tuổi và hiện tại em đang là nhân viên kinh doanh cho một công ty hóa chất tại quận Tân Bình. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào bạn nữ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Trọng Toàn, năm nay 24 tuổi, quê ở Hà Nội và em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm việc gì? Và em đang công tác tại Bộ Công an ạ. Là chiến sĩ công an đó. Dạ. Chiến sĩ công an thì nói chung là rất là tốt. Chuẩn mực ha. Rèn luyện chuẩn mực lắm. Cái vấn đề giờ sơ sơ chút là mình có trải qua cái con đường tình trường như thế nào chưa? Dạ. Trước giờ thì em cũng có 3 mối tình thời sinh viên. Sinh viên thôi. Mà cái lúc đó thì cũng chưa có suy nghĩ gì nhiều. Cái thời lớn lên nè, cái thời sau sinh viên đó. Dạ. Có mối tình nào sâu đậm không? Dạ không em. Không có hả? Dạ. Mong muốn của mình tìm một người bạn đời như thế nào? Dạ, em muốn bạn của em là một người ngoan hiền, biết nữ công gia chánh. Có mẫu người nào không? Dạ, em cũng thích ca sĩ Minh Hằng. Minh Hằng ha? Dạ. Mình gì? Rồi. Em thích bạn nữ tóc dài, thon gọn, dễ thương, dễ nhìn. Tôi cảm giác bạn diễn tả mà người tình trong mộng của bạn là ngồi bên đây luôn á. Bạn nữ thấy sao? Em không dám chắc, nhưng mà em nghĩ là có thể đáp ứng được. Mọi người nhận xét em là ngoan, lễ phép. Em thì sống rất là biết quan tâm và chăm sóc mọi người. Và đặc biệt là đối với những người mà mình yêu quý á, thì em rất là thích được chiều lòng mọi người á. Em thích được đi ra ngoài, thích được làm việc. Nhưng mà những cái việc như là nữ công gia chánh, ví dụ như là nấu ăn hay là nội trợ, thì em đều tự tin là mình làm khá là tốt. Quá xuất sắc. Tiêu chí của mình để tìm bạn trai như thế nào? Thực sự mà nói, ngoại hình với em thì không có quan trọng lắm. Ví dụ như em nhìn bạn nam đó, em thấy thích là em thích, còn thấy không thích là không thích. Không đúng mà, cái này cũng hay mà. Mình không có đặt ra một cái tiêu chuẩn nào quá cứng nhắc về người bạn đời của mình cả. Thà có cái chuẩn gì dễ đe mình cân đo đong đếm, còn nói chung chung thì nó khó vô cùng luôn. Người ta nói là yêu nhau củ ấu cũng tròn mà ghét nhau thì quả bồ hòn cũng méo. Em nghĩ là khi mà đã yêu nhau rồi thì những cái gì xấu nó cũng trở nên đẹp hết. Okay. Và rất là nhiều bạn nữ lên đây, em không hiểu tại sao mà các bạn ấy đều đa số là không thích bạn nam mà đầu hói hay là bụng bự. Nhưng mà đối với em thì em lại thấy hai điều đó rất là dễ thương. Cảm ơn em. Ủa bạn thói bụng bự hả? Hả? Cái vụ này tôi thích đó nè. Từ xưa giờ mới thấy là đầu hói bụng bự dễ thương nè. Trời, cảm ơn em nhiều, người ta hói thấy thương em lắm luôn á. Hồi xưa giờ cô nào cũng biết đầu hói với bụng bự chứ. Trời, gái nhà ai dễ thương quá vậy ta. Em được quá luôn ta. Trời ơi, cái tiêu chuẩn này là nhiều người đàn ông thích lắm.
hói dễ thương mà, đúng không? Em nghĩ là nếu mà yêu rồi chắc là không có tóc thì cũng dễ thương đó anh. Đúng rồi. Cái thiệt cảm ban đầu là dành hết 100% cho gái vậy đó. Mà gái dễ thương lắm mà trời ơi, chưa thấy ai mà dễ thương bằng như mình kia. Bằng kia mình đẹp, bằng dễ thương mà trời ơi, thấy ghét chứ sao luôn. Đó là những, đó là ngoại hình thôi. Dạ, về tính cách thì em trước tiên là bạn nam đấy, khi mà đi ra ngoài xã hội cũng như là ở trong gia đình thì hãy thể hiện mình là một người lịch sự và có văn hóa, sống và tuân thủ theo pháp luật. Trời, và hãy tôn trọng phụ nữ, bất kỳ phụ nữ nào, độ tuổi nào đi nữa thì nếu mình không thích họ thì cũng hãy tôn trọng họ. Và khi ở trong gia đình thì em hy vọng anh ấy sẽ là một người thoáng tính, biết yêu chiều vợ con và biết đối nhân xử thế. Hay quá. Nhà gái bên đây quá chuẩn luôn. Quá trời hay luôn rồi. Hy vọng bạn trai quá bên đây gặp mặt luôn rồi, lấy luôn rồi. Trời ơi, được quá ha. Được, bên đàn trai cũng ngon lắm mà. Nãy giờ tôi hình dung qua đây là tôi người tưởng tượng ra là không phải. Dễ thương. Dạ. Công an ha. Chuẩn mực nha. Dạ. Phải yêu chiều vợ con, miễn là phụ nữ là mình phải tôn trọng. Dạ. Không tôn trọng nam giới hả? Ưu tiên phụ nữ. Bất kỳ ai cũng tôn trọng hết. À, mình cũng phải có tính xấu gì chứ đúng không? Em ngủ còn lâu lâu cũng ngáy. Nhưng mà cũng ít rồi chị. Cô này cũng trời ơi, còn đã cố thương rồi, cái gì cũng được hết trơn á. Đã chuẩn bị mọi thứ để lo cho cái hôn nhân chưa? Chuẩn bị hết rồi chị. Không biết nhà trai sao chứ tôi là gã rồi đó. Được. Bây giờ thôi mình hỏi ý kiến người thân trước đi. Bạn trai này có đi với ai không? Dạ, em đi với em trai em ạ. Rồi em ruột. Cho em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng toàn thể quý khán giả trong trường quay ngày hôm nay. Em coi chị dâu tương lai của mình như thế nào? Chị có khuôn mặt rất là khả ái, thân hình rất là cân đối, có thể nói là chị đáp ứng hết những cái yêu cầu anh em đặt ra. Và còn về anh của em thì nấu ăn hay là những cái việc nhà hay gì đó là anh em đều có thể làm được hết. Hay đấy em, có người yêu chưa? Chắc chưa. Chắc rồi quá. Dạ, đã từng. Thấy chưa? Đã từng à. Anh xong tới em nha. Lên nó ngồi cho chú cho anh Miền Linh anh làm mai cho nha. Bạn gái mình dạ, có đi với ai? Hôm nay em có đi với mẹ của em, cháu và những người bạn thân ạ. Rồi, mẹ và cháu. Chào cô. Cô xin chào Quỳnh Linh, chào Cát Tường, chào con trai đang tham gia chương trình. Chào bác ạ. Và chào tất cả quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Cô rất là hâm mộ cái chương trình này. Tập nào mà phát sóng lên là cô đều coi cả. Chính vì cô yêu thích cái chương trình này cho nên cô đã đăng ký cho con gái mình tham gia cái chương trình ngày hôm nay. Dạ. Yeah. Cho cô được nói về em Yến Phương một chút. Yến Phương nhà cô thì là con út trong gia đình cho nên gia đình cô rất là thương yêu và chiều chuộng vô cùng luôn ấy. Yeah. Nhất là cô hay gọi là nón ngọc của cô đó. Yeah. Thực ra mà nói thì em còn nhỏ tuổi nhưng mà em sống rất là có ý thức, biết lo toan trong gia đình và biết lo lắng làm ăn, không có đua đòi, không có chơi bời gì hết. Nhìn con thì nói chung là cô cũng có cảm tình. Nhưng mà còn cái điều quan trọng nhất ý, là hai đứa con cảm nhận về nhau như thế nào. Cô cũng có hai con rể rồi. Chỉ mong sao mà mình tìm được một người chàng rể mà được như hai con rể lớn của cô. Để biết lo cho gia đình, rồi biết thương yêu vợ con, không cờ bạc, có hiếu với cha mẹ. Lần đầu tiên thì con xin chào bác. Nếu như mà con và em được tìm hiểu và tiến xa hơn thì con hứa với bác là sẽ cố gắng là chăm lo cho em và yêu thương em. Thôi, như vậy là ổn rồi. Bây giờ mình cho hai trẻ gặp mặt đi. Kéo qua. Bắt đầu. Chào em. Mời ngoài tặng em. Đầu tiên anh muốn hỏi em là em cảm nhận anh như thế nào? Em thấy anh khá là chững chạc so với tuổi của mình. Em chỉ có một vài câu hỏi nhỏ muốn hỏi anh thôi. Là sau này trong cuộc sống gia đình anh sẽ là một người đàn ông như thế nào? Đối với anh thì gia đình luôn là một cái nền tảng, là một cái điều gì đó mà không thể mà từ bỏ được. Cho dù ra ngoài đường anh có làm bất cứ việc gì thì điều đầu tiên anh luôn nghĩ về gia đình. Câu hỏi thứ hai là trong tương lai gần á, anh có vạch ra một kế hoạch gì cho công việc cũng như là cho cuộc sống của mình không? Sắp tới là anh sẽ đi học và sẽ có thể là phát triển hơn nữa. Có nghĩa là anh muốn tiến xa hơn trong công việc đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Lúc nãy trước khi mà kéo rèm lên thì anh có tưởng tượng ra cô gái bên này là người như thế nào không?
Theo như quý vị khán giả và anh Quỳnh Linh nói thì anh nghĩ là em rất dễ thương, nhưng mà không phải vậy. Sau khi mà kéo dèm lên thì anh em rất là dễ thương. Làm giật mình không? Anh, nếu như mà mình có cơ hội quen nhau thì anh sẽ dành thời gian cho em như thế nào? Anh, tại vì công việc của anh là nhiều khi là đột xuất và nhiều khi là cũng rất là rảnh. Và nhiều khi là anh đang đi chơi với em mà có lệnh gọi về thì anh cũng không thể bỏ được. Em cũng thông cảm cho anh. Công việc của anh thì như thế, còn công việc của em thì cũng phải gặp và giao tiếp với rất là nhiều người. Thậm chí là sau giờ hành chính em vẫn phải đi gặp khách hàng, nói chuyện với khách hàng. Không biết là anh có thông cảm với vấn đề đấy được không? Nói chung là em sắp xếp quản lý tốt thời gian á, mà có thời gian chăm sóc cho gia đình là anh đồng ý. Thì nếu như mà mình cho nhau cơ hội thì... Chưa chắc, không có nói cơ hội nào. Vấn đề gì mình thuyết phục làm sao ta cho cơ hội chứ. Giờ em cho anh cơ hội đi nữa về chứng minh. Quan trọng nhất là cái nhìn đầu tiên đúng không em? Đó, nói sao đi. Từ lần đầu tiên mà gặp mặt anh là rất là có cảm tình với em, anh rất là thích em. Anh hy vọng là em cho anh một cơ hội để mình có thể tìm hiểu và tiến xa hơn. Xin xỏ hoài. Xin cái gì không biết nữa hả? Để xem cô gái có rung động hay không. Nhiều khi hai người nói chuyện rất là hợp với nhau. Từ 22 tháng 5, Bạn Muốn Hẹn Hò thay đổi giờ phát sóng với khung giờ mới là 17:50 thứ Bảy và 22:30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 và YouTube MCV Media. Kính mời quý vị khán giả đón xem. Nhưng sau khi suy nghĩ, nút lại không bấm quý vị. Bởi vì đây là một chuyện hết sức là hệ trọng. Tôi nói để chi? Để các bạn suy nghĩ cho nó kỹ, nhắm mắt lại để xem động trong tim mình những điều gì vừa xảy ra. Bấm nút là mình hẹn hò với nhau để tìm hiểu, để tiến tới hôn nhân, chứ không phải bấm nút để làm bạn. 1 2 3. Hết thời gian. Các bạn biết không, mỗi lần các bạn chuẩn bị bấm nút á, chúng tôi cũng hồi hộp lắm. Nào, nắm tay nhau. Thôi bạn gái, để lần đầu gặp gỡ đó là quy định của chúng tôi. Có quy định đó em. Bấm là hôn nhau. Nào, xin phép bác cho con được hôn em. Rất nguyên tắc, có xin đàng hoàng bác. Dạ, bác đồng ý. Rất dễ thương đúng không quý vị?